chào các bạn đến lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm một số kinh nghiệm về mít mà bị mớp trái nha các bạn. Thì mít nguyên nhân mít mớp trái tới lớn các bạn, mớp trái nó bị cong queo là cũng do nhiều nguyên nhân. Là nguyên nhân chính thì do là cũng dinh dưỡng nha các bạn. Rồi nguyên nhân thứ hai là mình sơ tuyển trái lúc ban đầu nha các bạn, là mình lấy trái không có chuẩn nha các bạn, nó sẽ cong queo về bằng lúc sau khi mà nó lên già đó các bạn, nó sẽ bị cong đó. Rồi cái thứ ba nữa là do dinh dưỡng, là các bạn không cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây. Ví dụ như cây của các bạn nằm tầm khoảng chiều cao không lớn, khoảng 3 thước, nhưng cây suy như các bạn. Thì ví dụ như cái cây này đi, nó nhỏ hơn người ta rất nhiều, nhưng các bạn để số lượng trái thì thấy trái đẹp thì các bạn hơi uổng, thì để nhiều quá nên nuôi không nổi, lúc mà về tới thu hoạch nó sẽ bị cong mớp nha các bạn đó. Rồi cái dinh dưỡng thì các bạn cũng cân đối theo cái màu sắc của cái lá nha các bạn. Thì ví dụ như già, lá già thì nó phải đủ độ đen đó, đó. Còn mảnh hơi vàng là nó hơi thiếu đạm nha các bạn, thì bổ sung theo cách của mình chia sẻ về video bón phân cho mít đạt hiệu quả cao trong kênh của mình nha các bạn đó. Còn trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về một số cái kỹ thuật cho các bạn tham khảo về do mít mớp đó. Thì ví dụ như về phân bón thì nó bị thiếu phân thì sẽ bị mớp, đó nguyên nhân thứ nhất nha các bạn. Nguyên nhân thứ hai là do là mình tỉa trái lúc ban đầu bị cong, rồi cái lớn sẽ bị cong các bạn đó. Rồi nguyên nhân thứ ba là các bạn là lựa chọn trái là cho hợp lý. Rồi mình sẽ bổ sung cái này là cái quan trọng mình chia sẻ nha các bạn. Bổ sung thay vì các bạn bón phân hữu cơ cộng 2 bao trên 1.000 mét vuông cộng với 25 kg phân vô cơ 20-15 cho 20-25 cho cây, thì mình tiếp tục là cộng với phân canxi nha các bạn, calcium á. Khi bằng calcium á nha các bạn, thì ra phân đại lý phân thuốc thì người ta sẽ biết thôi. Calcium là canxi á, mình nói nôm na vậy thôi. Cái chất calcium á là nó sẽ có thành phần ở trong đó là natri nha các bạn. Đó. Rồi silic, magie, nói chung là rất là nhiều nha các bạn, nó sẽ bổ sung một lượng khoáng cho cây trồng sẽ hấp thụ phân nuôi trái rất là tốt nha các bạn. Đó, rồi cái tiếp tục là thay vì các bạn mình trộn phân hữu cơ rồi phân 20-25 cộng với natri có calcium đó nha bạn, canxi, mình xin lỗi, mình canxi nha, phân canxi mình sẽ rải chung. Còn nếu các bạn có điều kiện nữa, các bạn ra tiệm phân thuốc á, các bạn nói là calcium nó vẫn có cái pha chiết xuất là nước nha các bạn, có thể là nó như dạng phân bón á, phân bón lá luôn á, mình cộng với các thuốc trừ nấm bệnh á, bạn phun nó trực tiếp lên trái luôn vẫn được nha các bạn. Thì hôm nay mình ra vườn, nhưng mà mình sẽ nhắc thêm về các bạn là cũng như cái trái này đây ha. Cái trái này các bạn là thấy nha, nó hai cuốn nha, dính song song nha các bạn, là cái trái này cũng không để được nha. Mình sẽ bổ sung cái tính năng cái chi tiết này bữa nay nha các bạn, tại mình có thử nghiệm rồi. Cái trái này nó lớn thì mình để vẫn là 21 tới 25 kg luôn nha các bạn, nhưng mà nó cũng vẫn rớt nha các bạn, không đạt nên mình loại bỏ nha, tại cái này mình chi tiết bổ sung. Còn quay lại vấn đề là phân canxi nha các bạn, nó sẽ cung cấp có lượng magie, silic cho cây trồng, cho nó đủ chất dinh dưỡng nuôi cây nha các bạn. Còn nếu mình không rải cộng với phân thì mình mua thuốc dạng mua phân canxi dạng nước
mình có thể là kết hợp với phân kết hợp với thuốc trừ nấm bệnh, mình phun trực tiếp lên trái luôn nha các bạn. Thì đó là cái nguyên nhân là cũng cơ bản gây lên hiện tượng là cong mớp trái mít do là thiếu canxi nha các bạn. Thì tôi có một số cái kinh nghiệm mà chia sẻ tới các bạn nha. Thì cảm ơn các bạn đã xem kênh, thì mong rằng các bạn trong thời tới sẽ đăng ký kênh nha các bạn, rồi để tiếp tục mình có động lực làm nhiều video hay là chia sẻ một số kinh nghiệm về làm mít cho các bạn tham khảo nha. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.